Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Miss Germany. Hôm nay nhà mình ra ngoài vườn, hôm nay thứ bảy và ông xã mình đang làm cái sân đó. Thì cái gạch này hôm trước là mình mua từ năm trước rồi, nhưng mà lúc đó cũng mùa đông rồi, cũng lạnh đó, cho nên là chưa có làm. Hôm nay thì ông xã mình làm. Ở đây là trước cái ở đây là giống như là cái lối đi thôi. Thì hôm trước á cũng ở dưới cái nền này là cũng đổ bê tông rồi, nhưng mà nó không có bằng phẳng đó, cho nên là ông xã mình đã mua thêm gạch để làm ở đây cho nó bằng phẳng á. Căn cái viên điên ít hề phần nữa đó. Ok. Mình có hỏi là cái việc này thì Kevin có làm phụ được hay không, nhưng mà ông xã mình nói là cái này cái bê tông đó phải trộn cho nó nhanh, thật là nhanh, nếu không thì nó sẽ khô, cho nên là Kevin không có làm được. Kevin muốn phụ nhưng mà ông xã mình muốn làm một mình đó. Wie viel hat gekostet der Stein? Ein Stück, ich glaube so ein paar Euro, gell? Cái gạch này hôm trước ông xã mình mua lúc mà có khuyến mãi đó, bình thường là hình như là 6 euro hay 7 euro gì đó một mét vuông. Nhưng mà cái này lúc mà ông xã mình mua là hình như khuyến mãi còn có 2 euro một mét vuông hay là một cái miếng gì đó, mình cũng không nhớ nữa. Thì ảnh lát ở cái chỗ này cho nó bằng phẳng để đi lại cho nó dễ. Và lát một chỗ mà để buổi để mùa hè đó mình để bàn ghế ở đó để ăn uống nữa. Những cái này cả nhà thì mình tự làm thôi, chứ còn nếu như mà thuê người khác làm á giá rất là cao. Còn đây là phía sau cái vườn nè. Thì chỗ này ông xã mình, năm trước ông xã mình lót sơ sơ cái tấm gạch này xuống thôi. Rồi năm nay thì ảnh sẽ lại dỡ lên và đổ bê tông đó, để mình lót cho nó thẳng. Đây mình cho mọi người xem, hôm nay mình đi siêu thị và mình mua được cái cây này, mình rất là vui luôn. Mình không biết tên tiếng Việt là tên gì, nhưng mà cái lá của nó mình rất là thích luôn, nó rất là thơm. Hồi xưa mình có trồng cái cây này rồi, mình trồng ở trong vườn á, và nó lên, nó cứ lên từ năm này qua năm khác luôn, nó không có chết. Cái cây này mình cũng không biết diễn tả cái mùi thơm của nó như thế nào, nhưng mà mình rất là thích nó luôn. Xong rồi mình trồng cái này đó, mình có thể là xào thịt bò nè, hoặc là mình cắt, mình nấu canh á, nó rất là thơm. Và cái cây này thì nó sống vào mùa đông, nó không có chết. Yes, Masuman raus vom Topf. Mình đang chỉ cho Kevin trồng cái cây Maki Kraut này xuống. Genau, langsam. Und jetzt rein, oder? Ja, genau, rein. Und dann machst du ein bisschen Erde rum, dass die so... Mach mal, guck mal, dass die gerade nicht schräg liegen. Genau. Hôm nay Cho nhà mình thì lại đi chơi rồi, còn Kevin thì mình rủ ra vườn. Ra vườn thì Kevin muốn phụ ba, nhưng mà ba Kevin kêu là không có, Kevin không có làm được, cho nên là đó, mình chỉ cho Kevin trồng cây này nọ cả nhà, cho vui vậy thôi. Super. Passt so, oder? Mhm. Okay. Hi Jungs, sag mal hallo. Hallo, xin chào. Hallo, xin chào. Ja. Der ist richtig bekannt, der will für. Ông xã mình nghỉ một chút và ảnh đốt củi đó để cho ấm, tại vì hôm nay trời rất là lạnh luôn. Hôm nay ở bên ngoài chỉ có 3 độ thôi. Dù là mình mặc đồ rất là ấm nhưng mà mình vẫn thấy rất là lạnh. Hat er das gezeigt, oder? Ja. Also wenn es wieder geht, dass ich halt hier im Unterarm eure Na- also Mama und Papa draufschreibe und dann Geburtsdatum. Okay. So als mình đang nghe hai người nói chuyện về sâm, hình sâm. Đức thì con trai á rất là thích sâm, có những hình sâm đó cả nhà. Thì hôm nay mình rất là bất ngờ, bởi vì nãy khi mà mình ở nhà đó thì Kevin có nói là
Kevin muốn muốn xăm ở trên tay đó, xăm sinh nhật của cha với của mẹ, của ba mẹ lên tay. Rồi đó, mình cũng hơi bất ngờ bởi vì mình nói là nếu như mà Kevin muốn xăm thì cũng tốt, nhưng mà nên suy nghĩ cho kỹ khi mà xăm cái gì ở trên người đó, tại vì không có xóa đi được đó. Thì Kevin có nói là nếu mà con xăm tên của ba mẹ và sinh ngày sinh nhật thì đâu có lý do gì mà để con xóa đi. Đó, cho nên là Kevin nói là muốn đi xăm đó, khi nào mà hết dịch corona thì xăm. Thì ở Đức thì con trai hoặc là con gái cũng hay xăm rất là nhiều. Thì mình có nói với Kevin là nếu mà muốn xăm cũng đẹp đó, nhưng mà đừng có xăm nhiều quá. Và xăm cái gì mà để mình chắc chắn là mình sẽ giữ cái hình xăm đó mãi mãi. Bởi vì khi mà muốn xóa hình xăm đó, nó cũng khó và rất là đau. Đó, rồi mình có nói với Kevin là nếu như mà Kevin muốn xăm tên ba mẹ với lại ngày tháng ngày sinh nhật đó thì nên hỏi ý kiến ba nữa. Đó, thì bây giờ Kevin nói chuyện với lại ba Kevin, thì ba Kevin cũng nói là nên suy nghĩ cho kỹ khi mà xăm cái chữ gì lên đó. Ông xã mình vừa kể là một đồng nghiệp xăm hình của một bạn gái, và sau đó thì khi mà hai người chia tay đó thì lại hối hận cái hình xăm đó. Hồi xưa mình cũng có lần mình muốn là xăm ở trên tay, trên cánh tay đó cả nhà. Tên của Kevin và của Joe lên cánh tay, xăm một chữ nhỏ nhỏ thôi. Thì hồi đó mình cũng có nói là nói với ông xã mình là mình muốn xăm á, thì lúc đó ông xã mình nói là xăm tên ảnh, nhưng mà mình nói là xăm tên chồng là mình không bao giờ xăm, tại vì trong cuộc sống mà mình đâu có biết là cùng nhau đi đến đâu đâu, cho nên là nếu mà thường những người mà xăm đó khi mà chia tay thì lại phải đem xóa đi, cho nên là mình nói nếu mà xăm là mình chỉ có xăm tên hoặc là sinh nhật của con cái lên tay thôi, chứ còn mình không có xăm tên chồng. Ở tut weh, oder? Hier und auf Knöchel, die anderen haben sich auf Knöchel tätowiert, also nicht die Hölle. Ông xã mình đang nói là xăm ở trên ngón tay hoặc là ở dưới cái cánh tay thì rất là đau. Trước đây mình có một đồng nghiệp là nữ cũng bằng tuổi mình, xăm riết mà nghiện xăm luôn á, nhưng mà xăm quá nhiều, xăm đầy người luôn. Dở áo lên là thấy đầy người xăm khắp nơi luôn, và kêu là xăm nhiều quá rồi thành giống như nghiện vậy đó, chỗ nào cũng muốn xăm. Nhưng mà mình thấy là nếu như mà hình xăm nhiều quá thì lại không đẹp. Ở Đức làm nghề xăm hình đó cả nhà, tiền nhiều lắm, bởi vì ở Đức đi xăm rất là mắc luôn. Mình thấy bạn mình chỉ xăm một cái hình nhỏ nhỏ thôi, hoặc là xăm vài từ lên tay thôi là đã phải trả tới cả €100, hơn €100 rồi đó. Kevin nhà mình thì 18 rồi, cho nên là được phép tự quyết định đó. Nhưng mà Kevin vẫn tôn trọng ý kiến cha mẹ, khi mà làm cái gì đó thì vẫn hỏi ý kiến, vẫn muốn là cho lời khuyên đó, và mình thấy rất là vui như vậy. Chứ không có nói là con đi làm như vậy là thôi. Kevin hỏi là con muốn xăm như vậy đó thì ba mẹ thấy thế nào. Der alle Konturen von deiner Haut und deinen Muskeln kann der richtig so einarbeiten, praktisch, dass das wie 3D aussieht. Und das ist der Hammer. Das ist Talent. Das ist Hammer. Das ist Talent, ja. Der ich Künstler. Ja. Ich rede jeder Künstler. Ja.
Thì xăm cũng hơn xui ấy cả nhà, nếu mà xăm ở đâu mà đẹp ấy, thì sau đó nhìn sẽ đẹp. Còn cũng có nhiều người vì xăm mà bị hư ấy, nhất là xăm hình ấy, mà đến lúc không ra cái hình ấy, thì sẽ chán lắm. Tại vì xăm xong thì nếu mà muốn xóa thì phải xóa bằng laser. Hey Jung, sag mal tschüss. Hôm nay thì mình lại chia sẻ thêm một chút về thứ bảy của gia đình mình. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.